60 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ những kỷ vật quý giá trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ kính yêu. Ngọn đuốc được thắp sáng, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngọn lửa thiêng phát hào quang của dân tộc, ánh đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh được 60 vận động viên tiêu biểu cho phong trào thể dục thể thao giương cao trên tay đang tiến vào quảng trường Ba Đình. Thưa các vị khách quý, thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, chỉ ít phút nữa ngọn lửa thiêng được lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ được thắp sáng trên đài lửa lễ kỷ niệm. Ngọn lửa bừng sáng để khơi nguồn sức mạnh dân tộc Việt Nam, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam, cổ vũ khích lệ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Lửa thắp đuốc lễ kỷ niệm lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được các vận động viên trao cho Đại tá Nguyễn Đình Tâm, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, để thắp sáng trên đài lửa. Hành quần chúng kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu. Xin mời quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào đứng lên làm lễ chào cờ. Nghiêm chào cờ. Chào. Mời đồng chí Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, trưởng ban tổ chức nhà nước lễ meeting diễu binh diễu hành quần chúng tại quảng trường Ba Đình, đọc lời khai mạc và giới thiệu đại biểu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào, cách đây 60 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam
quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Hôm nay, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, toàn đảng, toàn dân ta long trọng kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thay mặt Ban Tổ chức Nhà nước lễ meeting diễu binh diễu hành, tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân tham dự buổi lễ kỷ niệm trọng thể này. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, đại diện các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các gia đình có công với nước, các anh hùng chiến sĩ thi đua, các vị đại diện nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc, các vị được trao tặng giải thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, các đại biểu người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các vị trưởng đoàn ngoại giao, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các vị đại biểu người nước ngoài đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam. Đông đảo đồng bào, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và chiến sĩ lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội đại diện cho đồng bào cả nước có mặt tại lễ meeting hôm nay.